Chỉ có mỗi mẹ cho con tiền thôi à. Như Chúa cho con sức khỏe, sự khôn ngoan cho con học hỏi lắm nè. Ô hai cái chị này thế, nếu mà không cho chị tiền mỗi tháng thì lấy tiền đâu ra chị ăn, mà chị không ăn thì lấy sức đâu mà chị học, mà chị nói Chúa là cho con có nè. Rồi qua 12 giờ đêm con lấy